Hàng Nhật VIP xin chào anh chị em nhé. Hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị thay pin chiếc nồi cơm Sanyo này. Con này người ta hay gọi là Sanyo mặt quỷ đây. Đây này. Đây rất rất giống hình mặt quỷ đây. Con này đang bị hết pin thì nhá. Thì những con nồi nó dùng lâu năm rồi thì cái pin để nó nuôi đồng hồ nó sẽ bị hết. Nó sẽ hết pin thì mình sẽ thay pin cho nó. Thực ra là hết pin thì anh chị vẫn nấu bình thường, nhưng mà cái chức năng hẹn giờ thì mình sẽ không có dùng được, tại vì nó sẽ sai giờ. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người thay pin nhé. Thực ra là thay pin thì mỗi một con nó sẽ nhiều khi cũng con Sanyo mặt quỷ, nhưng mà nhiều khi cái lăn tần suất nó khác hoặc là cái model khác ấy, thì nhiều khi pin nó nằm ở những vị trí khác nhau. Thì đây là cụ thể con này là con nồi 1 lít này, nồi Sanyo này, hàng nồi Nhật hồn nội địa Nhật Bản nhá. Con này là đời 2006 này chị này. Đời 2006 nhá, mã model con này là ECJHW10E3. Đấy, nồi Sanyo 1 lít này. Đây đây, đây em hướng dẫn cụ thể con này nhá. Còn đâu một số con thì nó pin ở chỗ khác thì có con nào mua đen khác thì em sẽ hướng dẫn chị sau nhé. Đấy, con này Sanyo mặt quỷ đây, đời 2006 nhá. Nó hết pin này, con này những dòng Sanyo nấu cơm rất ngon. Thì đầu tiên chị sẽ hiện nó hết pin thì nó không có chạy đồng hồ được, thì mình sẽ bỏ lắp ra trước này. Cái lắp này nó rất tròn, nó cao nên là mình sẽ bỏ ra để nó dễ. Đó, mình sẽ lật ngửa đây. Hết pin thì vẫn nấu cơm bình thường, không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mình muốn thay pin lên cho đẹp thì mình cứ thay ra. Con Sanyo này thì nó sẽ có 6 con ốc. Một con ốc ở gần cái chỗ dây kéo này. Thì mình cứ tháo từng con một ra. Tháo bốn ốc lớn này. Bốn con ốc lớn mình tháo ra trước, còn và hai con ốc nhỏ ở trên này nhé. Anh chị nào mà không quen tháo thì mình có thể mình quay video lại. Thì sẽ lúc mình tháo ra tháo vào mình quên á, thì mình sẽ xem lại video để mình lắp nhé. Khi tháo ra xong thì mình vỗ mạnh vào hai cái bên hông này, cho mình vỗ mà vỗ nó hơi lên một xíu. Vỗ nó lên thì nó sẽ ra cái ngàm này. Mình kiểm tra xem ốc có ra hết chưa. Đó, cái vỗ mạnh nữa. Đây, vỗ mạnh nó ra này. Cái quai này, cái dây này mình nghiêng ra nhìn là nó ra nhá. Em chỉ nhớ quay phim lại, nếu mà sợ nhầm lẫn, sợ không nhớ thì mình nhớ quay phim lại. Con này thì dòng Sanyo thì chắc chắn là pin nó ở quanh cái khu vực cái main board với cả cái mặt đồng hồ. Thì đây đây đây, con này pin cũng khá dễ. Con này pin nó ngay bên trên này luôn. Đây anh chị nhìn thấy chưa? Có pin nằm ngay vị trí này. Thì bây giờ mình sẽ tìm cách mình tháo ra. Quả pin này thì ở bên trong này nó có một cái đây, không biết chị nhìn rõ không nhỉ? Đây chị thấy nó một cái nó một cái lẫy này, lẫy trắng này. Đó, mình sẽ gạt nó ra. Mình sẽ gạt cái lẫy ra và mình lấy cái bo này ra. Lấy cái mạch này ra này. Đó, mình gạt ra là mình lấy cái bo cái mạch này ra nhá, này. Thì lấy ra ở vị trí này, lát để anh chị lại nhét vào theo đúng vị trí này. Đây. Đây là có pin để nuôi đồng hồ nhé. Thì cái pin này thì quả pin của Nhật thì mình em có sẵn.
hoặc là anh chị có thể mua ở đâu cũng được, nó sẽ đúng đúng kích cỡ pin của nó luôn. Đây pin này là pin chân nó như vậy này. Cái pin thì nó sẽ có hai đường âm dương nhé, hai đường âm dương này. Đây là đường, đây là mặt dương, bây giờ nó có rất nhiều chữ và nó có đánh dấu cộng này, đây là mặt dương. Ở đây mặt âm ở dưới thì nó không có chữ gì nhá. Thế cái quả pin này nó cũng vậy, cái mặt nào có chữ thì là mặt dương, còn mặt không có chữ là mặt âm nhá. Thì anh chị để ý này, cái mặt có chữ này thì cái chân nó cắm vào đường nào thì lát mình nhớ mình cắm vào cái đường đó nhá. Ở trên cái bo, trên cái mạch này thì nó sẽ để dấu cộng và dấu trừ luôn, thì cái này rất là dễ. Còn nhiều cái nó sẽ không ghi dấu cộng dấu trừ gì ấy, thì mình khó phân biệt. Còn này nó ghi dấu cộng dấu trừ luôn thì mình rất là dễ rồi. Lát mình nhớ là anh chị nhớ đừng có đấu nhầm nhá, đấu nhầm nhiều khi nó sẽ chết cái bo đồng hồ nhá. Nên mình sẽ đấu đúng chân âm chân dương vào. Em có thể rút ra cái dây này ra, chúng ta rút được không ạ? Dây này như nó gắn liền vào. Cũng không nhất thiết phải rút, mình để đây mình làm được luôn. Mình dí, lát em đang chờ mỏ hàn nó nóng này. Nó nóng xong rồi mình chỉ việc dí vào hai cái chân này, mình rút quả pin này ra. Quan trọng nhất là anh chị đừng có đấu đấu nhầm chân âm dương là được. Đây là cái chân dương nhé, nhị dương nó ở trên này nó có chữ này, thì cái chân nào ở đâu và đây nó có hình, đây là nó có dấu cộng này. Chân dương nó sẽ hướng về cái chỗ giác cắm này. Rồi khi mà hàn nóng thì em sẽ dí nó vào, em rút cái quả pin ở đây nhé. Đó, dí vào rút cái quả pin ra rất là dễ. Bên này cũng vậy này. Mỗi một hôm em rảnh em sẽ, nếu mà có nồi để thay pin ấy, em sẽ hướng dẫn chị thay pin từng loại nồi một. Cái này thì em là dân không chuyên, nhưng mà nếu mà mình sẽ biết cách thay thì nhiều khi anh chị ở xa ấy, cũng không phải là chỗ nào cũng có thợ sửa này, thì anh chị có thể mua cái pin này về anh chị tự thay được nhé. Chỉ cần có cái mỏ hàn và thiếc các thứ là mình hàn được. Đây là quả pin riêng của nó, là quả pin này, quả pin của Nhật đấy nhỉ. Đây này, pin 3V này. Đây, pin lithium battery này. Đây 3V nó mã CR2450 nhá. Đây chữ Nhật này thấy không? Đây pin pin Nhật đấy. Giờ cái đường dương mình sẽ đấu đường dương thôi. Đây, 200 bây giờ mình bỏ cái pin ra rồi này. Thì đây là đầu dương này, ở bên cái tắc cắm này, nó âm ở bờ phía bên này. Thì mình cái chân này nó sẽ vừa đúng luôn. Đấy, đây. Hai chân nó pin đủ Nhật nó vừa đúng luôn nhé. Thì anh chị sẽ giữ hai chân như này và anh chị dí vào cái đầu ở bên, dí màu hàm vào bên này để cho chân nó sẽ tột lên. Đây, anh chị nhìn này. Đây một đường âm dương này mình sẽ dí vào đây. Nó sẽ đúng hai cái lỗ này nhé. Mình dí vào như này. Dí vào nó sẽ vướng cái thiếc ở bên trên này. Thì mình chỉ việc dí đầu thiếc này vào cho nó chảy ra và cái chân của cái pin nó sẽ lên. Đấy, nó sẽ lên ngay. Đầu lại cũng vậy. Đấy, nó sẽ lên vậy nhá. Khi mà hai cái đầu của chân pin nó đã lên rồi, anh chị có thể bẻ gập nó lại một xíu để cho nó chắc chắn nó không bị tuột ra. Bẻ gập lại một xíu sau đó anh chị hàn. Đấy, cái này em nhấn gập lại một tí này. Đó, khi mình nhấn gập lại một tí như này thì nó sẽ chắc chắn hơn. Và anh chị chỉ phải để như này, anh chị sẽ lấy thiếc anh chị hàn vào hai cái mũi hàn đó là xong. Đấy.
Bây giờ em sẽ hàn hai cái đầu đầu chân pin vào nhé, dìu díu đây anh chị, cho nó hàn, mỗi hàn nó đầy đầy lên là xong. Rồi khi mình hàn chân pin xong rồi thì bắt đầu mình sẽ lật lên thì mình xem là mặt đồng hồ đã lên lên pin chưa. Đây, bây giờ em tạm thời em chưa lắp vào nhé. Mình sẽ thử ngửa cái nồi lên thì thấy không? Đây, bây giờ pin đã có này. Đấy, nó đã lên đồng hồ rồi. Thì là ok rồi. Rồi bây giờ mình chỉ việc đóng đóng nắp nồi lại là xong nhé. Thì cái này nãy mình tháo ra là đây, nãy nó chìa ra nhầy đúng không? Bây giờ là mình lại nhét vào theo cái chiều nó như vậy, y chang như vậy luôn. Mình đưa vào và mình nhấn nó vào cái lẫy là xong. Em là dân không phải chuyên chuyên sửa chữa gì nhá, cũng không phải dân điện tử. Mà đây là biết lò mọ tháo ra để thay pin. Rất nhiều anh chị mua xong thì qua thời gian sử dụng thì nó sẽ hết pin, thì hướng dẫn thôi. Thì anh chị nào cần thì sẽ xem, anh chị nào không cần thì khỏi phải xem. Anh chị nào muốn đóng góp ý kiến thì cứ để lại comment ở bên dưới nhá. Đấy, mình nhét nó vào đúng vị trí của nó và cái lẫy này nó sẽ sập xuống là xong nhá. Rồi đấy, nó kêu tạch và nó sập vào trong cái lẫy này là xong. Vì vậy là mình đã thay pin xong. Nói chung con này khá dễ dàng. Một số con Sanyo mặt quỷ ấy thì nó ở ngay sát cái màn hình luôn, pin nó ở sát cái màn hình nên mình rất khó làm. Thì hôm nào em gặp những con đó em sẽ làm cho anh chị xem nhé. Em sẽ hướng dẫn chị rất kỹ để anh chị thay được cái quả pin đó. Đấy, con nồi đây, đây nồi cao tần Nhật đây, anh chị sẽ nhìn này. Đây những cái vòng từ của nó này, từ dây đồng này, nói chung làm rất chắc chắn, làm rất là bền tốt. Còn trong quá trình sử dụng thì không tránh khỏi cái việc nồi nó bị lỗi, lỗi có thể là do điện, do nấu cách nấu hoặc là do đủ thứ, thì con nào lỗi thì mình phải chấp nhận mình đi sửa chữa thôi. Còn đâu nói chung là nồi cao tần mình ăn cơm thì nó dùng rất ngon. Bởi vậy rất nhiều người đi tìm nồi cao tần ăn là vậy. Mặc dù là nồi cũ mà có thể anh chị mua đến cả vài triệu. Nhưng mà thực sự nó rất ngon anh chị nhé. Rồi em thay pin xong, bây giờ mình sẽ lắp vào. Đây những cái này nó bung ra này, thì anh chị để vào đúng cái vị trí của nó ban đầu là nó để như vậy. Đó. Bây giờ mình sẽ đây thay pin xong, bây giờ mình sẽ lắp cái nồi vào nhé. Thì anh chị đã đút cái dây này vào, lúc mình tháo ra nhưng mà thì mình lắp vào lại như là vậy này, đút dây này vào. Đó, anh chị để vừa các khớp như này. Anh chị ấn nó xuống. Khi nào anh chị thấy khó ấn quá thì anh chị hãy để ý xung quanh nhé, không nhá may nó lại chưa vào khớp nào đó. Đấy, ví dụ như cái này nó kênh lên này, cái này nó kênh lên mình không vào được, nó phải để nó bằng phẳng nó như này. Đấy. Đó. Cái nào nó quá căng thì mình phải xem lại, không nhiều khi là nó lại vướng cái gì đó nó gãy mấy cái lẫy thì mình cũng rất là mệt. Đây như hiện tại em lắp này như nó chưa chưa vào đó, ok. Đấy, nó vào rồi, tất cả các lỗ chân nó mình sẽ nhìn thấy nó vào đều. Nhiều khi chỉ lệch một tí thôi là anh chị không ý, anh chị lắp mãi nó không vào. Rồi bây giờ tất cả con ốc lại theo vị trí ban đầu. Đây là quả pin, quả pin zin của nồi nhá. Đây, cái mặt của nó thì anh chị nhìn thấy nào, đấy chân dương bao giờ nó cũng có hình dấu cộng này, hình dấu cộng và một cái chữ, còn ở mặt ở dưới này thì nó không có chữ gì hết nhá. Rồi bây giờ em sẽ lắp lại bốn con ốc to, bốn cái lỗ lớn này, bốn lỗ lớn này, bốn bốn ốc lớn nhá. Cái ốc này thì mình cũng lắp cái tốc độ vít nó vừa phải đó.
Nếu dùng máy bắn anh chị bắn quá mạnh nhiều khi nó sẽ lờn mất cái gen. Rồi vậy là xong chị nhé. Đây em ngửa con nồi đây, anh chị sẽ thấy này, đấy pin hiện đang đồng hồ bắt đầu chạy rồi, 12 giờ 5 phút. Bây giờ mình chỉ việc cắm, nếu mà không có đồng hồ thì mình vẫn nấu được, nhưng mà khi mà một số anh chị sử dụng chức năng hẹn giờ nấu á thì nó không có lưu đồng hồ được, thì nó sẽ không có nấu đúng cái thời gian mình muốn được. Vì vậy mình muốn sử dụng chức năng hẹn giờ nấu á, thì mình phải chỉnh giờ theo đúng cái giờ ở Việt Nam mình, sau đó thì mình hẹn giờ nấu mấy giờ nấu thì nó sẽ nấu theo. Rồi em đã giới thiệu anh chị, hướng dẫn anh chị qua cách thay nồi, thay pin cho chiếc nồi cơm Sanyo 1 lít hàng nội địa Nhật. Con này đời 2006 chị nhá. Con này người ta gọi là Sanyo mặt quỷ đây. Anh chị lưu ý nhá, không phải con nồi nào nó cũng giống con nồi nào. Không phải con nồi Sanyo mặt quỷ là bắt buộc pin nó ở chỗ đó, không phải đâu. Một số model khác nhau nó nằm ở vị trí khác nhau chị nhá. Đấy, em sẽ hôm nào em gặp con nồi nào mà nó nằm ở vị trí khác em sẽ làm video em giới thiệu anh chị nhá, là hướng dẫn anh chị cách thay pin. Rồi em là dân nghiệp dư, không chuyên về sửa chữa, không chuyên về điện tử, nhưng mà em biết em sẽ chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cho anh chị cách thay chiếc nồi cơm này, có thể là nhanh có thể hoặc chậm. Thì anh chị nào cần thì anh chị xem video nhé, hoặc chia sẻ video để cho nhiều người biết đến cách thay pin chiếc nồi này nhé. Nói chung thay pin rất dễ. Anh chị nào cái quả pin thì anh chị có thể tìm trên mạng có, hoặc anh chị nào cần thì em sẽ cứ liên hệ với em nhé, em sẽ gửi quả pin cho anh chị để anh chị thay. Thì trong quá trình thay pin ấy, mà anh chị có chỗ nào anh chị chưa rõ thì có thể gọi điện qua Zalo em sẽ chỉ thêm. Tại vì em cũng không chuyên đâu, nói thẳng là em không chuyên thay pin nồi cơm. Lò mọ tháo mãi nó cũng quen. Thì con nào biết thì em sẽ làm video hướng dẫn anh chị nhé. Rồi rất cảm ơn anh chị đã ủng hộ kênh YouTube của em thời gian qua. Cảm ơn anh chị đã ủng hộ mua hàng bên em, và cảm ơn anh chị đã chia sẻ những video. Em biết những cái gì thì em đã chia sẻ cho tất cả cộng đồng mạng, tất cả anh chị em trên cả nước xem video để làm theo chị nhé. Rồi anh chị nào muốn đóng góp ý kiến thì cứ để lại comment bên dưới video giúp em. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh chị mình những video sau nhé. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Đấy, đã hoàn thành. Em thử cắm điện nhé. Đây mình cắm điện mà xong, khi mình mới thay pin xong mình cắm điện ấy, thì nó sẽ nháy nháy cái giờ này. Thì một anh chị bấm tắt, hai anh chị chỉnh giờ, xong chị bấm tắt. Đây ví dụ như này anh chị chỉnh giờ nhá. Thì con này em sẽ hướng dẫn chị qua luôn này. Tiện thể em hướng dẫn luôn này. Không biết anh chị nhìn đã nhìn rõ chưa? Rồi anh chị nhìn nhá. Khi chúng ta mới thay pin xong, chúng ta cắm điện vào thì nó sẽ nháy nháy cái giờ này. Thì chúng ta sẽ chỉnh. Đây là chỉnh giờ này, anh chị lưu ý là nhìn này. Bên này chỉnh giờ, bên này chỉnh phút nhé. Đấy, đây có bốn hướng mũi tên thì bên trái là chỉnh giờ, bên phải chỉnh phút này. Bây giờ là ví dụ em sẽ chỉnh là 21 giờ 20 giờ 50 đi, em sẽ chỉnh này. Phút trước đây. Mình sẽ dí và giữ nó khoảng mấy giây ạ. À, như mình phải bấm tắt trước này, sau bắt đầu anh chị sẽ nhấn giữ cái phím chỉnh phút nó khoảng vài giây. Đó. Đúng rồi. Thay pin xong là anh chị bắt buộc anh chị phải bấm nút tắt nhá, tắt hủy này. Tắt hủy xong thì nó sẽ về bình thường, sau đó anh chị nhấn và giữ khoảng 3 giây cái nút giữ chỉnh giờ hoặc chỉnh phút. Thì nó sẽ chỉnh giờ, khi nào nó tiếp một cái và nó nháy nháy nháy, nó nháy ở phút thì sẽ chỉnh phút, nháy ở giờ thì sẽ chỉnh giờ nhá. Đây ví dụ em sẽ bấm nút chỉnh giờ 3 giây này. Đó, nó cái tiếp một cái và cái giờ nó sẽ nhảy lên. Thì khi đó mình sẽ điều chỉnh bằng cái mũi tên đi lên hoặc đi xuống này. Đấy, bây giờ là 20 giờ 50 này. Mình xuống, mình muốn chuyển sang chỉnh phút thì mình sẽ bấm nút sang chỉnh phút. Không cần giữ 3 giây nữa. Thì bắt đầu mình nhấn lên 20 giờ 50 mình sẽ nhấn lên, mình giữ nha, nhấn và giữ là tự nó sẽ nhảy này. 51 đi. Rồi mình đã chỉnh giờ xong. Chỉnh giờ xong là chỉnh giờ xong mình sẽ nhấn chỉnh giờ xong là tự lưu, con này là tự lưu chị nhé. Đây em thử lại này, em nhấn và giữ 3 giây này. Đó,
Đây bây giờ giả sử em chỉnh là 20 giờ xong đây, mình sẽ để im này tự lưu nhé. Chắc khoảng 4-5 giây đó. Đấy. Tức là khoảng 6 giây hay 7 giây đó là nó sẽ tự lưu nhé. Tức là mình không chỉnh gì nữa là tự tự nó lưu lại. Đây 20 giờ 51 em đã chỉnh giờ xong. Và con nồi cơm này thì em hướng dẫn anh chị sử dụng qua luôn này. Đây nút tắt hủy này, đây chỉnh giờ, đây chỉnh phút. Còn đây nút lên xuống chúng ta có thể sử dụng khi chúng ta điều hướng các phím nhé. Còn đây là menu này. Đó, menu này điều đầu tiên chúng ta sẽ dùng menu này, menu giữ ấm ở bên trái này, là cái đèn giữ ấm này. Menu giữ ấm này. Đây là phím menu bên này ấy, là menu các chế độ nấu nhé. Ví dụ con này chế độ đầu tiên là chế độ nấu thường này ở giữa màn hình này. Chế độ thứ hai, khi mình điều chỉnh các chế độ thứ hai, thứ ba mình sẽ dùng cái mũi tên này sang trái sang phải này. Đấy, chế độ thứ hai ví dụ nấu sôi này, cái này là nấu chín kỹ gì đó. Chế độ tư là nấu nhanh. Thứ năm em chưa biết này. Thứ sáu là nấu cháo hầm xương nhá. Thứ bảy là gì đây, cũng thứ bảy là cũng nấu nấu gì đâu không biết này. Thứ bảy chưa để ý. Còn thứ tám này nấu sushi này. Thứ chín thứ 10 như nấu vệ sinh lằng nhằng đó. Nhưng mà đa số mình sẽ để chế độ nấu thường thôi nhé. Nấu thường, nấu gạo trắng này. Còn cái hàng ở trên cùng này là hàng 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 các loại gạo nhé. Các loại gạo là mình sẽ chọn gạo ở đây. Cái phím này là phím chọn gạo này. Đấy, khi mình chọn gạo các thứ xong thì mình sẽ bấm nấu này. Đây nút nấu nhé. Bắt đầu nấu này. Con này nấu thường nó sẽ nấu 39 phút. Đấy, nấu chế độ gạo trắng và nấu thường. Tắt hủy này. Đây là phím chọn gạo nhé. Mình sẽ bấm chọn gạo lên thì nó nhảy sang này. Ví dụ gạo trắng này, rồi thì gạo nảy mầm hay là gạo lứt hay là gạo kê gì đó nó sẽ ở cái nút này. Đó. Thì thường thường mình sẽ chọn gạo trắng là nấu gạo trắng, tức là nấu cơm bình thường đấy, là mình sẽ chọn gạo trắng đầu tiên. Cái mũi tên nó nhảy đâu thì nó sẽ nấu chế độ đó. Và cái thứ ba là cái nấu gạo lứt, đa số mình sẽ nấu gạo trắng hoặc là gạo lứt thôi. Đó, nếu mình chọn gạo lứt, mình nấu gạo lứt thì mình sẽ chọn chế độ gạo lứt, mình sẽ bấm nấu thì nó sẽ nấu gạo lứt. Con này nấu gạo lứt là 59 phút thì đâu. Đấy. Nên là mình sẽ nấu đúng chế độ thì cơm rất ngon gì nhá. Tắt hủy này. Và chiếc nồi này thì anh chị lưu ý một số lưu ý ở dưới cái phần này. Đây là cái chỗ quạt thông gió này. Quạt quạt làm mát cái bo á. Thì anh chị chịu khó thỉnh thoảng anh chị lật lên anh chị vệ sinh nhá. Bụi bặm hoặc là cái màng nó phủ ở đây này. Bụi á, màng nó phủ bụi đây thì nó quạt gió nó thông gió nó kém. Thì mình có thể mình bỏ ra mình lau chùi cho sạch sẽ cái bụi bẩn ở đây đi. Thì nó sẽ thông gió tốt hơn, nó sẽ quạt làm mát tốt hơn nhé. Đấy. Con nồi Sanyo này rất là đẹp này. Rồi khi làm xong rồi thì mình đậy lại cái chiếc nó lắp hơi nó thôi. Con này xem nào có đẹp không. Con này nhìn thông Sanyo mà anh chị riêng nồi Sanyo thì anh chị lưu ý giúp em, anh chị chọn những con nồi Sanyo thì anh chị phải chọn những con nồi nào mà gioăng còn xanh thì nhé. Đây ví dụ như con này này, gioăng rất xanh thì thấy không? Tại vì những cái dòng nồi có áp suất ấy mà anh chị, những con nào gioăng nó vàng ấy thì khả năng nó bị xì là rất cao. Tuy nhiên xì nó không có ảnh hưởng gì nhiều lắm. Chẳng qua là mình nhìn nó không đẹp mắt và nhiều khi mình cứ nghĩ nó là một cái lỗi, nhưng nó tất cả mọi thứ nó nấu cơm bình thường chị nhé. Đấy, nó nấu cơm tất cả mọi thứ bình thường hết, không có sao hết. Gioăng xanh như nào là ok. Thì anh chị chịu chịu khó này, đây ví dụ con này này, anh chị sẽ mở ra thì anh chị vệ sinh cái nếu mà nó bẩn mình phải vệ sinh nhá, tại nó bẩn quá thì một số nguyên nhân gây thiu cơm thì nó cũng do bẩn quá nhá. Đây mình sẽ dùng rẻ hoặc là mình bỏ cả cái phên này mình ra mình lau cho sạch, lau rửa sạch. Rồi phần trong cũng vậy này, mình có thể mình lấy khăn ẩm, lấy nước rửa bát có thể mình rửa qua đây cho nó sạch, đừng có để ướt quá nhé, chỉ ẩm ẩm thôi mình lau nó sạch là được rồi, chứ để nó ướt quá nó sẽ hư hỏng nồi mất, nó vào cái bộ phận điện bên trong nó không tốt. Còn phần lòng nồi thì đương nhiên là mình lựa chọn con nào lòng nồi càng đẹp thì càng tốt rồi. Đấy, những con nào nó đẹp thì nó giá nó lại cao, còn đâu là xấu thì giá nó lại rẻ bớt đi. Đấy là cái chuyện đương nhiên. Đây, lòng nồi ạ. Lòng nồi cái dòng này nó sẽ là đây, những cái nồi zin của nó. Đây con này nồi nó bên ngoài nó không có sơn, nó để luôn màu kim loại, nó đánh bóng màu kim loại thôi. Nên anh chị rất là yên tâm là nó không bị trầy xước, không bị chóc sơn được, nhìn nó rất là sạch sẽ. Lòng nồi con này cũng còn khá đẹp.
Em đánh giá con này nó được khoảng 90% trở lên. Đấy, không bị bong chóc cái gì hết. Rồi, mua lò cơm thì em nghĩ quan trọng nhất là đầu tiên là nó phải nấu được ok đã. Thứ hai là cái gioăng và cái lòng nồi. Đó, là những cái tiêu chí để mình chọn. Sau đó bắt đầu mới đến hình thức bên ngoài. Nhiều khi hình hình thức bên ngoài đẹp mà bên trong nó xấu thì cũng vứt đi. Nên là mình phải là quan trọng nhất là cái gioăng và cái lòng nồi nó đẹp. Thì còn đâu ở ngoài thì mình tính tiếp. Rồi em đã hướng dẫn anh chị chi tiết sử dụng cũng như cách thay pin của chiếc nồi Sanyo mặt quỷ. Con này đời 2006. Anh chị nào có thắc mắc hoặc có đóng góp gì cứ để lại comment ở bên dưới video giúp em nhé. Rồi xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh chị những video sau. Anh chị nhớ đăng ký kênh để ủng hộ bên em nhé. Đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ bên em xem những video mới, xem những sản phẩm mới bên em lên. Rồi, xin chào tạm biệt.